Quận Ô Môn là quận nội ô trực thuộc thành phố Cần Thơ, được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Ô Môn thành quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ theo Nghị định số 05 của Chính phủ, có tổng diện tích 13.222 ha, trong đó diện tích nông nghiệp 10.130 ha, diện tích phi nông nghiệp 3.590 ha, dân số toàn quận hiện nay có 135.062 người. Trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 5,32% dân số, tín đồ các tôn giáo chiếm 34,45% dân số. Ngày 4 tháng 11 năm 2013, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 ban hành nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu quận ủy, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và ngành giáo dục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết số 29 của Trung ương và ban hành chương trình hành động số 43, ngày 26 tháng 2 năm 2014 của quận ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, các đơn vị trường học trên địa bàn quận và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua triển khai, quán triệt, hầu hết cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên chức ngành giáo dục và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về yêu cầu, sự cần thiết của việc đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 của Trung ương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong quận thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết 29 và được cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hội đồng Nhân dân quận thường xuyên quan tâm, giám sát việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận. Căn cứ chương trình hành động số 43 của quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận, ngành giáo dục và các phường đã cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện. Các cơ chế, chính sách đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, huy động các nguồn lực thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong toàn quận. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ đã tác động đến mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của quận. Sứ mệnh cho ngành giáo dục và đào tạo là chuẩn bị đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Chuyển từ giáo dục nặng về trang bị kiến thức, kỹ năng cho người học sang giúp người học phát triển năng lực, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Ngoài ra, sự tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đã tạo nhiều thách thức cho ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt là sự chuyển đổi từ hình thức dạy học trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chuyển từ cách tiếp cận nội dung sang phát triển năng lực và phẩm chất là tiền đề cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Sau 10 năm triển khai nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đến nay, ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau. Về mạng lưới trường học tiếp tục ổn định và phát triển, toàn quận hiện có 43 trường học, tăng 6 trường. Trong đó, có 14 trường mầm non, mẫu giáo, tăng 4 trường. Có 19 trường tiểu học, tăng 1 trường. Có 6 trường trung học cơ sở, tăng 2 trường. Tổng số trường đã đạt chuẩn quốc gia là 40 trường, tăng 32 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, bậc mầm non, mẫu giáo tăng 10 trường đạt chuẩn quốc gia, bậc tiểu học tăng 14 trường đạt chuẩn quốc gia, bậc trung học cơ sở tăng 4 trường và bậc trung học phổ thông tăng 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tăng 6 trường. Tổng số trường đã được kiểm định chất lượng giáo dục là 37 trường, trong đó có 12 trường mầm non, mẫu giáo, 16 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở và 4 trường trung học phổ thông. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã tham mưu Ủy ban Nhân dân quận phê duyệt đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030, qua đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo quận trong thời gian tới. Về huy động học sinh, nhà trẻ có 26 nhóm với 701 trẻ,
huy động đạt 53,96% trẻ trong độ tuổi. Mẫu giáo có 156 lớp với 4.233 trẻ, huy động đạt 107,98% trẻ trong độ tuổi kể cả ngoài địa bàn. Tiểu học có 330 lớp với 10.053 học sinh, huy động đạt 100% học sinh trong độ tuổi. Trung học cơ sở có 192 lớp với 7.621 học sinh, huy động đạt 96,84% học sinh trong độ tuổi. Trong đó, trường phổ thông dân tộc nội trú có 9 lớp với 252 học sinh, trường trung học phổ thông có 100 lớp với 3.741 học sinh. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quy mô và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấp học tiếp tục được củng cố, theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ. Công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển trong các năm qua được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Hàng năm, hướng dẫn các trường thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị. Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các chế độ chính sách khác theo đúng quy định. Hiện có 106 cán bộ quản lý, bậc mầm non có 39 cán bộ quản lý, bậc tiểu học có 40 cán bộ quản lý, bậc trung học cơ sở có 15 cán bộ quản lý, bậc trung học phổ thông có 12 cán bộ quản lý. Về giáo viên, bậc mầm non có 323 giáo viên, bậc tiểu học có 424 giáo viên, bậc trung học cơ sở có 339 giáo viên, bậc trung học phổ thông có 208 giáo viên. Hàng năm, ngành luôn quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ đại học trở lên 100%, tăng 49,16% so với năm 2013. Tỷ lệ giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng trở lên 98,76%, tăng 60,74% so với năm 2013. Tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ đại học trở lên 96,89%, tăng 35,42% so với năm 2013. Tỷ lệ giáo viên trung học cơ sở có trình độ đại học trở lên 94,41%, tăng 45,47% so với năm 2013. Đặc biệt, nhằm đáp ứng các điều kiện triển khai thực hiện đại trà giáo dục STEM các cấp từ năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân quận cấp kinh phí bồi dưỡng STEM cho 630 cán bộ quản lý, giáo viên. Trong đó, mầm non có 327 học viên, tiểu học có 246 học viên, trung học cơ sở có 57 học viên từ nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các trường học. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển nguồn lực cán bộ quản lý các trường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, trường học, thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị. Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm trong cơ quan, đơn vị trường học. Về cơ sở vật chất, ngành luôn quan tâm tham mưu đầu tư xây dựng phòng học và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học. Số phòng học hiện có, bậc mầm non có 153 phòng, trong đó 103 phòng học kiên cố, 50 phòng học bán kiên cố, tiểu học có 353 phòng học, trong đó 316 phòng học kiên cố, 37 bán kiên cố, bậc trung học cơ sở có 165 phòng học, trong đó có 165 phòng kiên cố. Bậc trung học phổ thông có 114 phòng học, trong đó có 95 phòng kiên cố và 19 phòng bán kiên cố. Tổng diện tích đất trường đang sử dụng 187.878 m2. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc sử dụng, bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học. Kiện toàn về cơ sở vật chất để đảm bảo đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Về đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Trên cơ sở hướng dẫn chương trình,
nhiệm vụ từng năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ từng năm học theo hướng chú trọng thực hiện đổi mới công tác quản lý và dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học của học sinh, đổi mới hình thức dạy học theo nhóm để giáo viên quan sát giúp đỡ từng đối tượng học sinh, tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh, chú trọng về nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý, thực hiện tốt chương trình, nội dung giáo dục theo hướng thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế nhằm phát triển năng lực người học, chỉ đạo các trường chủ trương soạn giảng theo hướng lồng ghép và tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề, rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tiếp tục thực hiện lồng ghép các hoạt động phù hợp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức gắn với điều kiện địa phương. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng, chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, tích hợp giáo dục kỹ năng sống và phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức 16 lớp kỹ năng sống với 477 học sinh tham gia. Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông. Hình thức tổ chức thực hiện triển khai, tuyên truyền, giáo dục lồng ghép, tham gia thi tìm hiểu hiểu về pháp luật, tham gia các cuộc thi trên mạng Internet. Về đổi mới phương pháp dạy học, đối với giáo dục mầm non, thực hiện việc đổi mới nội dung giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm học bằng chơi, chơi mà học, phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, nhận biết chữ viết cho các cháu mẫu giáo, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi nơi mọi lúc, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ, đặc biệt là khả năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, hoàn thiện mô hình điểm và có kế hoạch nhân rộng mô hình. Đối với giáo dục phổ thông, hàng năm, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào giảng dạy, đa dạng hóa cách truyền thụ kiến thức thông qua hoạt động nhóm ở bậc tiểu học, trò chơi học tập, kể chuyện nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đặc biệt, chú trọng đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học trên lớp như dạy học theo chủ đề, tổ chức các hình thức trải nghiệm sáng tạo thực tế, rèn luyện kỹ năng tự học và nghiên cứu khoa học ở học sinh. Tăng cường khai thác sử dụng đồ dùng dạy học và tự làm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng dạy học. Tiếp tục đưa các trò chơi dân gian vào trường học. Tổ chức phong trào văn nghệ, thể dục thể thao như thành lập câu lạc bộ hát nhạc, thể dục, thể thao, câu lạc bộ môn tiếng Anh đi vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút hàng năm trên 7.000 học sinh tham gia, học sinh ngày càng hứng thú hơn với việc học tập. Triển khai thực hiện đổi mới, tổ chức mô hình trường học mới Việt Nam tại 19 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở, tổ chức dạy học tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục tại 19 trường tiểu học. Triển khai đề án, phương pháp bàn tay nặng bột, tiếp tục củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, trong các trường tiểu học đã triển khai, khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại cụm trường, các trường tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ về phương pháp bàn tay nặng bột để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai, nhân rộng. Triển khai thí điểm dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch, thực hiện tất cả các lớp tại 19 đơn vị trường tiểu học đạt 100%. Thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống. Cụ thể, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường như trải nghiệm trồng rau, trồng và chăm sóc hoa kiểng, làm bánh dân gian, các hoạt động ngoài giờ trên lớp, chăm sóc các di tích lịch sử,
văn hóa của địa phương, thăm viếng các gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3 và lớp 6, 7, 10. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình như đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và sách giáo khoa. Chỉ đạo thực hiện thí điểm giáo dục STEM ở hai trường tiểu học, trường tiểu học Trần Hưng Đạo và trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng. Phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn giáo dục STEM cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đến trung học cơ sở chuẩn bị triển khai thực hiện đại trà giáo dục STEM từ năm học 2023-2024. Triển khai thực hiện hiệu quả đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 theo quyết định 1400 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với bậc tiểu học, học sinh lớp 1, 2, 4 và 5 làm quen và học ngoại ngữ tự chọn và tăng cường, tỷ lệ 100%, học sinh lớp 3 học ngoại ngữ bắt buộc, tỷ lệ 100%. Đối với bậc trung học cơ sở, tiếp tục triển khai chương trình thí điểm tiếng Anh ban hành theo quyết định số 3321 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn. 100% các trường trung học cơ sở thực hiện dạy tăng cường tiếng Anh, mỗi trường thực hiện từ 4 đến 6 lớp, dạy thí điểm tiếng Anh và tiếng Anh tăng cường. Để giúp học sinh tự tin hơn, phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ, tạo động cơ, ý thức học tập, góp phần thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong các nhà trường, các trung tâm ngoại ngữ cũng đã phối hợp với nhà trường tổ chức các hình thức như tổ chức sinh hoạt cộng đồng môn tiếng Anh. Đẩy mạnh việc dạy môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các phần mềm quản lý. 100% trường có trang thông tin điện tử và chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị, cập nhật thông tin và tài nguyên giáo dục lên trang thông tin điện tử. 100% trường học đã ứng dụng thu học phí không dùng tiền mặt. 19 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở đã triển khai thư viện số. Về đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá gắn liền với đổi mới phương pháp giảng dạy, thể hiện tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực học sinh, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong kiểm tra, thi cử. Vận dụng linh hoạt các hình thức đánh giá như đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá quá trình rèn luyện của học sinh, thúc đẩy việc học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Thực hiện đổi mới khâu ra đề kiểm tra, xây dựng ma trận đề cụ thể, hạn chế khả năng tái hiện kiến thức một cách máy móc, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, đặc biệt là ở các môn khoa học xã hội, chú trọng hệ thống câu hỏi mở để phát huy năng lực và sự sáng tạo của học sinh. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Thực hiện tốt công tác phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh. Hàng năm, thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, từ 80 đến 90% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào lớp 10. Hiện trên địa bàn quận có 17 nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục, tăng so năm 2013 là 7 nhóm lớp, các nhóm lớp được thành lập đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ về chuyên môn, các nhóm lớp hoạt động dung quy định tại điều lệ trường mầm non. Tích cực chỉ đạo thực hiện các tiêu chí cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục và coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng xã hội học tập. Thực hiện tốt phong trào hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, qua đó nhiều hình thức học tập đã được triển khai và thực hiện trong dân, kết hợp với hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện nhiều chuyên đề ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh, các lớp dạy nghề ngắn hạn nhằm nâng cao nhận thức, tay nghề của người dân. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cha mẹ học sinh trong việc giáo dục ý thức, đạo đức học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ đến trường, không bỏ học giữa chừng, giảm lưu ban để củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ, tăng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi, huy động mở rộng diện xóa mù chữ cho các đối tượng trên 35 tuổi.
Kết quả, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn, phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2, phổ cập bậc trung học phổ thông chưa đạt chuẩn. Công tác xã hội hóa giáo dục được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình của địa phương, phát huy vai trò nòng cốt của hội khuyến học, qua đó giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn an tâm đến lớp. Kết quả, từ năm 2013 đến cuối năm 2022, đã vận động được 26 tỷ 350 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 29 trên địa bàn quận Ô Môn vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như số phòng học ở bậc mầm non, mẫu giáo vẫn chưa đủ đáp ứng việc huy động học sinh trong độ tuổi nhà trẻ dưới 3 tuổi. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế, chưa năng động sáng tạo trong đổi mới quản lý theo hướng phân cấp, phân quyền cho cơ sở. Một số giáo viên chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở một số giáo viên chưa tích cực, dẫn đến việc chậm đổi mới, thiếu linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả giảng dạy chưa cao. Bên cạnh đó, một số cán bộ giáo viên do lớn tuổi nên còn hạn chế ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ngành giáo dục và đào tạo quận Ô Môn đề xuất một số giải pháp như sau. Một là đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới công tác thông tin, truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo, chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát, kiểm tra và có chế tài thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục. Tiếp tục xây dựng kế hoạch truyền thông với sự tham gia của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội. Hai là, thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục theo hướng phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý trường học. Tăng cường công tác kiểm tra, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt công khai dân chủ, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Ba là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học nhằm ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy, bồi dưỡng, kiểm tra chuyên môn và nhận xét giáo viên hàng năm theo chuẩn nghề nghiệp. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 4 là, xác định thực trạng và nhu cầu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho từng địa phương, xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. 5 là, củng cố, kiện toàn hội đồng giáo dục các cấp, phối hợp với các cấp hội, đoàn thể phát huy vai trò ban đại diện cha mẹ học sinh, hội khuyến học nhằm xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chính sách về hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt 3 môi trường giáo dục, nhà trường, gia đình và xã hội. Tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tiến tới một xã hội học tập. Vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. 6 là, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo định hướng tinh giản, triển khai tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Mở rộng triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.
kinh doanh ở địa phương, mô hình phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trường trung học trong giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương trường học. Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra ngay trong quá trình và theo kết quả từng giai đoạn giáo dục, đào tạo. 7 là triển khai có hiệu quả đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ dạy và học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 theo quyết định số 117 của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại và đảm bảo an toàn thông tin mạng, khai thác và sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning của ngành phục vụ nhu cầu tự học của học sinh và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong toàn ngành. Triển khai các phần mềm thống nhất hỗ trợ công tác quản lý nhà trường, thực hiện tốt chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo quận Ô Môn tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.